Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn về Genially, một công cụ rất đặc biệt để tạo các slide thuyết trình, infographic, game học tập, trò chơi câu đố, video hoạt họa. Và điểm nổi bật nhất của Genially so với các ứng dụng cùng loại đó là không phải chỉ tạo ra những nội dung chỉ có thể nhìn, mà người trình bày có thể điều khiển để khiến người xem cảm thấy được tương tác với nội dung đó. Chẳng hạn như bạn có thể click vào đối tượng trên slide để bật lên các hộp thông tin, rêu chuột qua để xem chú thích, điều hướng giữa các slide tổng hợp và phân nhánh, các bảng hướng dẫn và quy trình, tạo chú thích động trong infographic hay hình ảnh. Genially còn cho phép bạn tích hợp thêm đường link đính kèm hay video. Khi click chuột vào các điểm tương tác là có thể xem ngay video luôn. Bạn còn nhúng được cả trang web ví dụ như Google Maps ở chế độ 3D, trực tiếp tại slide đang trình chiếu mà không phải mở sang cửa sổ trình duyệt khác. Thậm chí bạn có thể thiết kế các hoạt động, trò chơi tương tác hay câu đố bổ sung cho phần trình bày của mình hoặc biên tập video thuyết trình. Công cụ thiết kế của Genially sẽ khiến cho sản phẩm của bạn nhìn như một giao diện web chuyên nghiệp. Có thể nói sự bắt mắt và tính tương tác rất cao là đặc trưng khiến cho Genially được yêu thích sử dụng bởi nhiều trường học và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Về chính sách tài khoản, Genially có tài khoản miễn phí và rất nhiều loại gói nâng cấp khác nhau. Các giới hạn thì khá là phức tạp, mình có thể tóm tắt một số giới hạn quan trọng của tài khoản miễn phí như là có logo của Genially, không chỉnh được chế độ riêng tư, không chèn file PowerPoint có sẵn vào Genially được, chỉ có thể xem online chứ không tải xuống định dạng PDF hay web để xem offline, giới hạn sử dụng một số mẫu thiết kế đặc biệt. Gói Edu dành cho giáo dục và gói dành cho doanh nghiệp thì chỉ khác nhau ở một số mẫu có sẵn và chủ yếu là ở phương thức hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Trong đó, mức giá tài khoản dành cho học sinh là hấp dẫn nhất. Bạn hãy cứ thử trải nghiệm với tài khoản miễn phí trước. Đây là trang chủ của Genially. Bạn bấm đăng ký để tạo tài khoản, dùng Gmail, các tài khoản mạng xã hội hay tự nhập email. Ví dụ mình sử dụng Gmail để đăng ký. Sau đó, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi về mục đích sử dụng hay vai trò công việc. Những thông tin này chỉ để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn chứ cũng không sao cả. Chỉ như vậy là đã hoàn thành việc tạo tài khoản. Đây là giao diện trang cá nhân của bạn ở Genially. Bấm Tạo thiết kế mới. Đây là một số gợi ý những gì bạn có thể làm được với Genially như slide thuyết trình, infographic tranh thông tin, trò chơi câu đố, ảnh động tương tác, video thuyết trình, bản hướng dẫn, tài liệu đào tạo, v.v. Hay các thể loại khác như CV hồ sơ cá nhân, danh thiếp, thiệp, bài đăng truyền thông, v.v. Bạn cũng có thể bắt đầu từ một trang trắng và tự thiết lập kích cỡ của thiết kế tùy theo mục đích bạn sẽ sử dụng là gì. Nếu có nhiều nhu cầu cùng lúc như muốn làm live thuyết trình có cả hình ảnh tương tác hay trò chơi thì cũng không cần quá phân vân lựa chọn đâu. Cứ chọn một thể loại bất kỳ nào đó rồi ta có thể chuyển đổi và kết hợp sau. Ở mỗi phân loại sẽ có rất nhiều mẫu có sẵn để bạn tham khảo lấy cảm hứng. Bấm vào dấu cộng để xem đầy đủ các slide trong mẫu cũng như các hiệu ứng tương tác đã được tạo. Nếu không biết hiệu ứng tương tác của slide ở đâu thì bấm ở đây để xem chỉ báo vị trí click chuột. Bấm vào dấu 3 chấm để xem tổng số slide, xem tổng quan các slide, các chế độ share liên mẫu hoặc xem chế độ full màn hình. Tùy mẫu mà sẽ có thêm các lựa chọn về bộ phối màu khác để thay đổi. Nếu thích thì bạn cũng có thể chọn sử dụng luôn mẫu có sẵn này, lấy riêng lẻ từng slide hay lấy tất cả các slide đang có rồi bấm Add. Đây là giao diện biên tập và thiết kế của bạn. Chúng ta đang ở thẻ Pages, quản lý các trang đã tạo. Xem tất cả các trang theo dạng ô tổng quan hay dạng danh sách. Bạn có thể bấm Thêm trang mới để bổ sung thêm trang từ mẫu đã chọn, từ các mẫu bạn đã từng làm hay chèn thêm trong bất kỳ mẫu nào khác. Có thể sẽ hiện một thông báo về việc đồng bộ màu nền. Thì ở thẻ Background bạn sẽ thấy có hai tùy chỉnh. Canvas là khung nền bên trong, còn Base là khung nền lớn ở bên ngoài. Với khung hay nền thì đều có những lựa chọn giống như nhau, đó là đổ màu nền trơn, dùng hình nền tải lên từ máy tính, chèn hình từ đường link, tìm hình từ thư viện của Genially hay dùng từ khóa để tìm từ kho ảnh khổng lồ của Pixabay. Còn lại, các yếu tố đã có sẵn trên mẫu như hình ảnh, âm thanh, video, yếu tố tương tác đều có thể sửa lại hay xóa bỏ theo ý bạn. Giờ mình sẽ nói đến từng công cụ một. Trước hết là text, tạo chữ, chọn theo phân loại hay một số mẫu kết hợp chữ được gợi ý, gõ nội dung vào hộp chữ, có thể cắt, sao chép, xóa bỏ,
cố định vị trí của hộp chữ, thay đổi vị trí layer của chữ đưa lên trước hay đưa ra sau, canh chỉnh đều tự động theo vị trí trên trang, độ trong suốt, màu chữ và các định dạng văn bản, giãn cách dòng, đoạn, giãn cách chữ hay xóa hết định dạng. Cần chú ý về vấn đề phông chữ. Phông chữ của Genially thì hiện tại cũng còn giới hạn và một số phông sẽ bị lỗi phông khi gõ tiếng Việt. Nếu có tài khoản nâng cấp, bạn có thể tải thêm phông chữ Việt hóa riêng từ máy tính. Nếu không thì có thể tạm khắc phục bằng cách tạo hộp chữ trong Word hay PowerPoint rồi lưu dưới dạng hình ảnh để chèn vào đây để tránh được lỗi phông. Với yếu tố hình ảnh, bạn có thể tải lên file hình từ máy tính, chèn lên hình, lấy hình từ dữ liệu đám mây, tìm hình từ thư viện hình động Giphy hay từ kho hình của Pixabay. Bạn cũng có thể chọn hình có sẵn trong thư viện Genially. Đặc biệt là tất cả hình ở đây đều đã được xóa nền sẵn, rất phù hợp để sử dụng luôn cho slide của bạn. Hình đã chèn rồi, ngoài một số tùy chỉnh tương tự như định dạng hộp chữ vừa rồi, thì có thể thêm viền khung hình, cắt xén bớt một phần của hình. Tiếp theo là nguồn tổng hợp các yếu tố đồ họa khác như biểu tượng icons, hình khối, đường kẻ, mũi tên, hình minh họa, bản đồ, các hình dạng bóng đen. Trong đó, một số yếu tố cho phép được đổi lại màu sắc bất kỳ theo ý thích, đặc biệt là mục biểu đồ và đồ thị. Mỗi loại biểu đồ bạn chọn sẽ đi kèm một bảng dữ liệu và cài đặt. Chỉ cần bạn copy số liệu hay nhập dữ liệu vào đây, biểu đồ hay đồ thị sẽ được tự động vẽ lại. Cũng có thể cài đặt để đổi loại biểu đồ đồ thị, chọn bộ phối màu, bật tắt hiển thị bảng chú giải, bật tắt chế độ hiển thị thông số khi tương tác. Có nghĩa là nếu bạn bật lên thì khi ở chế độ trình chiếu, mỗi lần rê chuột qua từng phần trong biểu đồ sẽ hiển thị số liệu của phần đó. Cài đặt đơn vị tiền tố hay hậu tố của số liệu, bật chế độ hiệu ứng xuất hiện của biểu đồ. Ngoài ra ở mục Smart Block, bạn có thể sử dụng thêm một số mẫu biểu đồ, đồ thị, bản biểu số liệu hay sơ đồ thông tin đã được thiết kế sẵn, cũng như các layout, bố cục hình ảnh và thông tin gợi ý. Các yếu tố đa phương tiện khác có thể chèn vào Genially là âm thanh, có thể lấy từ link một số nền tảng nghe nhạc được hỗ trợ. Khi đó, ở chế độ trình chiếu thì công cụ chơi nhạc sẽ hiển thị trực tiếp trên slide như thế này, chứ không phải là phải mở link và bị chuyển sang cửa sổ trình duyệt mới. Bạn cũng có thể ghi âm trực tiếp trên thiết bị, rồi nghe thử lại, cắt xén đoạn thừa, cài đặt tự động phát khi mở đến trang này, bật chế độ tự động lặp lại, ẩn thanh chơi nhạc, chuyển đoạn ghi âm thành âm thanh nền. Bạn cũng có thể cài đặt nhạc nền phát xuyên suốt slide ở đây từ đường link có định dạng phù hợp. Các lựa chọn tải lên tập tin âm thanh tùy ý từ máy tính thì chỉ có ở bản nâng cấp. Với yếu tố video thì cũng vậy, bạn có thể lấy link video từ YouTube hay Vimeo hay từ dữ liệu đám mây. Video được chèn vào cũng sẽ xem được trực tiếp trên slide, không bị chuyển sang cửa sổ trình duyệt mới. Đối với video được chèn vào, bạn có thể cài đặt bật tự động phát, tự động lặp lại, tắt tiếng, ẩn thanh điều khiển hay tùy chọn thời điểm bắt đầu của video được chèn lên. Đặc biệt, Genially còn cho phép nhúng các trang mạng xã hội và trang web khác trực tiếp bằng link hoặc mã nguồn trang web. Ví dụ trong các loại được hỗ trợ ở đây, mình sẽ thử nhúng trực tiếp vào slide này một trang khảo sát của Google Forms. Thì ở mục chia sẻ biểu mẫu của Google Form, mình chọn copy mã nguồn của Google Form này, rồi dán và insert vào Genially. Lập tức mình sẽ có giao diện Google Form đã được nhúng vào slide của mình như vậy. Có thể thao tác ngay trên slide mà không phải di chuyển sang liên web khác. Vừa rồi mình đã nói đến tất cả các yếu tố đa phương tiện có thể chèn vào Genially từ hình ảnh, âm thanh, video, trang web. Hầu hết các yếu tố này khi click vào bạn sẽ thấy có thể cài đặt animation. Có 4 nhóm hiệu ứng animation là nhóm hiệu ứng xuất hiện, nhóm hiệu ứng diễn ra, nhóm hiệu ứng biến mất và một nhóm hiệu ứng không thể tạo được bởi các phần mềm như PowerPoint, đó là hiệu ứng khi rê chuột. Có nghĩa là hiệu ứng chỉ xảy ra khi con chỏ chuột di chuyển lên đối tượng. Một số hiệu ứng còn cho phép thay đổi hướng diễn ra, thời lượng và tốc độ diễn ra. Bạn có thể sao chép toàn bộ các hiệu ứng đã tạo từ một đối tượng này sang một đối tượng khác hoặc xóa hết các hiệu ứng. Bên cạnh hiệu ứng, các đối tượng trên slide của Genially có thể bật tương tác kéo thả. Khi được bật lên thì lúc đang ở chế độ trình chiếu, bạn có thể thao tác để kéo thả các đối tượng trên slide theo ý muốn. Nếu không được bật từ trước thì sẽ không dịch chuyển được khi trình chiếu.
Tính năng này sẽ cực kỳ hữu ích khi bạn muốn tạo các slide hoạt động, câu đố, trò chơi để tương tác với người xem như là mảnh ghép, tìm cặp, v.v. Cuối cùng là tính năng tạo tương tác cho các đối tượng trên Genially. Có 4 loại tương tác có thể tạo. Hai loại này là tương tác hợp chữ bổ sung. Chỉ có khác biệt là ở loại đầu tiên, Tooltips thì sẽ hiện lên một hợp chữ khi rê chuột ngang qua đối tượng. Loại tương tác thứ hai, Windows, dùng khi bạn có nhiều thông tin hơn, thì khi click vào đối tượng sẽ hiện lên một cửa sổ thông tin. Vậy thì khác biệt chủ yếu là ở thao tác chuột. Một cái là khi di chuyển chuột qua đối tượng, một cái là click vào đối tượng với lượng nội dung nhiều hơn. Cả hai đều sẽ có phần soạn thảo thông tin tương tự nhau. Ngoài những định dạng văn bản thông thường, bạn có thể chèn biểu tượng cảm xúc, link, hình, video, bản biểu, mã nguồn web. Với loại Tooltips, bạn có thể xem trước kết quả sẽ như thế nào. Riêng với loại Windows, bạn nên đặt tên và chỉ báo cho cửa sổ tin để người xem biết được click vào đây sẽ xem được thêm thông tin này. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ cửa sổ lớn hay nhỏ tùy theo lượng thông tin bạn có. Loại tương tác thứ ba là chuyển sang một slide trong bài thiết kế này. Loại tương tác thứ tư là chèn link để mở trang web ở một tab mới hoặc thay thế tab hiện tại. Ngoài việc chèn tương tác vào các chữ hay hình tự thêm, bạn cũng có thể chọn Interactive Elements để lấy các icon và nút bấm theo bộ sưu tập có sẵn của Genially để dùng luôn. Nếu bạn muốn tạo một vùng tương tác ẩn thì kéo nó vào slide rồi điều chỉnh lại kích cỡ. Vùng tương tác ẩn này có nghĩa là nó sẽ không được gắn với icon hay biểu tượng hay hình ảnh gì cả. Khi ở chế độ trình chiếu, lúc rê chuột ngang qua vùng tương tác, thấy con trỏ chuột biến thành hình bàn tay thì bạn mới biết có thể click hay tương tác ở vùng này được. Nếu không thì có thể bật hai ký hiệu ở đây khi đang trình chiếu là tùy chọn bật chế độ chỉ báo những vị trí nào trong slide có chứa tương tác, đối tượng nào trong slide có thể dịch chuyển được. Các công cụ hàng ngang bên dưới là thêm, xóa trang, phóng to thu nhỏ, di chuyển giữa các trang. Ngoài ra còn một số cài đặt như thay đổi cỡ khung nền thiết kế, điều chỉnh này sẽ áp dụng cho tất cả các slide. Tiếp theo là cài đặt cách điều khiển slide. Theo cách tiêu chuẩn thì sẽ có các nút mũi tên chỉ hướng tiến và lùi giữa các slide, sẽ phù hợp cho đa số các dạng thiết kế như slide thuyết trình. Còn lựa chọn tiếp theo này là khi bạn muốn tạo thiết kế tranh ảnh tương tác hay bản hướng dẫn chỉ có một slide duy nhất, hoặc các slide trò chơi, câu đố mà không muốn có các dấu mũi tên chuyển tới lùi sau theo mặc định. Khi đó, mọi sự chuyển đổi giữa các slide sẽ thực hiện bằng các Interactive Element theo ý đồ thiết kế bạn đã tạo. Lựa chọn cuối cùng sẽ phù hợp khi bạn muốn tạo thiết kế dạng video, thì hãy cài đặt thời lượng tự động chuyển giữa các slide hoặc chế độ lặp lại tự động. Thẻ Transition là tùy chỉnh hiệu ứng khi chuyển đổi giữa các trang. Các hiệu ứng này được phân nhóm theo hướng chuyển động, ngang, dọc hay trung tâm. Sau khi thiết kế xong, bạn có thể bấm View để xem trước từng trang. Ổn rồi thì bấm All Set để hoàn thành. Cài đặt chế độ công khai hay riêng tư. Tài khoản miễn phí thì hiện không thể cài đặt chế độ riêng tư hay mật khẩu để xem được. Bật chế độ cho phép người khác tái sử dụng lại mẫu của bạn hay không. Hiện mẫu thiết kế trên hồ sơ cá nhân, đặt tên và mô tả của thiết kế. Bật chế độ theo dõi thống kê và phân tích số lượt truy cập xem thiết kế của bạn nếu dùng bản nâng cấp. Sau đó bấm xác nhận hoàn thành. Giờ thì bạn đã có thể bấm trình chiếu ngay bài thiết kế của mình khi đang kết nối màn hình với máy chiếu hay đang thuyết trình online ở chế độ toàn màn hình. Genially có hai chế độ share. Đây là share để mời cộng tác, tức là bạn sẽ gõ email của những người mà mình muốn mời vào cùng thiết kế bài thuyết trình này cùng mình chẳng hạn. Còn chế độ share ở đây là share để mời xem, qua đường link, qua mã nhúng trang web, qua email, mạng xã hội hay các lớp học và hội nhóm trên Google Classroom và Microsoft Teams. Đến đây các bạn sẽ có thắc mắc là có tải được thiết kế Genially về máy được hay không? Thì câu trả lời là có, nếu bạn có tài khoản nâng cấp, định dạng có thể tải về là hình ảnh, PDF. Nếu muốn giữ nguyên hiệu ứng tương tác thì tải về định dạng web, như vậy thì sẽ có thể xem offline không cần có kết nối mạng. Còn nếu là tài khoản miễn phí thì bạn sẽ cần có kết nối mạng để trình chiếu trực tiếp Genially chứ không tải xuống được. Một số tùy chọn khác mà bạn có thể cần quan tâm là bật tắt chế độ cho phép người khác share lại mẫu thiết kế của bạn, chế độ tự tùy chỉnh kích cỡ phù hợp với thiết bị người dùng khi xem full màn hình, có bật nút cho xem chỉ báo vị trí tương tác và kéo thả hay không,
bật tắt chế độ gắn tên và tiêu đề cho các đối tượng tương tác, cho phép vẽ lên slide, tức là khi đang trình chiếu bạn có thể chọn bút, chọn màu, độ dày nét để vẽ và đánh dấu lên slide. Cuối cùng là chọn kiểu tông màu của hộp chữ tương tác. Bản công cụ Designer Mode cũng khá hữu ích nếu bạn muốn quản lý các đối tượng theo lớp hay thay đổi kích cỡ một cách chính xác bằng các thông số. Tất cả thiết kế bạn đã từng tạo sẽ được lưu ở một creation ở trang chủ và cũng có các nút truy cập nhanh hay quản lý cơ bản. Mục Templates và Inspiration là nơi các bạn tìm kiếm cảm hứng khi bạn chưa có ý tưởng thiết kế gì. Chắc hẳn là bạn sẽ rất thích thú với những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo cũng như gu thẩm mỹ của các thành viên cộng đồng trong Genially. Như vậy, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn rất đầy đủ về các tính năng và cách sử dụng Genially. Hãy bắt đầu với một tài khoản miễn phí và thử tạo những thiết kế lôi cuốn chuyên nghiệp về hình thức cũng như có sự kết nối tương tác cao về nội dung. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.